Okay, I'm gonna call now. Cô chào Phương. Phương ơi, sao hôm nay mình vào muộn thế? Hôm nay cô cũng thấy bạn Chiết thì buổi trước bạn ấy xin nghỉ rồi. Nhưng mà vừa nãy cô thấy bạn Nguyên bạn ấy vào xong rồi bạn ấy out ra luôn. Chắc là bạn ấy bị hỏng mạng hay sao ấy. Nhưng mà các bạn vào muộn quá. Trời ơi. Lần sau cố gắng vào sớm nhá Phương nhá. Em có bận gì không? Sao em vậy vào muộn thế? Em làm gì cơ? Ôi trời ơi, sao lại bé tuổi lại đi uống rượu thế? Rồi, ok. Cô hỏi này. Cô kiểm tra ở trên nhóm cô cũng không thấy Phương nộp bài tập về nhà ấy. Thì không biết là Phương có nhìn thấy là cô giao bài tập về nhà không? Ơ thế á? Ừ, không biết đọc chữ nhưng mà không không. Thế tức là em không biết là có bài tập về nhà ấy hả hay sao? Thứ bảy, hai, thứ sáu em gửi. Nhưng mà bài tập về nhà của các tuần trước em cũng không nộp ý. Nhưng mà bài tập về nhà tuần này em cũng không nộp luôn. Buổi nào mình sau mỗi buổi học là mình làm luôn chứ sao lại làm bù thế được? Tại vì là tối nay cô đã giao bài tập khác rồi thì mình làm bài tập khác thôi, không làm bài tập cũ nữa. Ừ, nhớ nhá anh nhá. Ok, chắc là cô dậy luôn thôi. Cô cũng không muốn đợi các bạn nữa. Đợi cả 15 phút luôn rồi. Phương có nhìn thấy bài tập cô đang chiếu ở trên màn hình không? Phương ơi, Phương ơi, em có nhìn thấy màn hình cô đang share không? Em có nhìn thấy cái màn hình bài tập cô đang ừ. Thì mình làm luôn nhá. Đầu tiên này, hình đầu tiên này em có nhìn thấy không? Em có bị nhìn có bị mờ không? Em không. Ừ, Em thấy cái hình năm đầu ngón tay tiên. với hai ngón tay. Ừ đấy, thì ở đây người ta bảo là mình sẽ viết là 6, 7, 8, 9 hay là 10. Thì mình sẽ đếm xuống những cái ngón tay giơ lên này xem là có tất cả là bao nhiêu nhá và mình trả lời bằng tiếng Anh nhá. Thế hình đầu tiên là có bao nhiêu nhỉ? 6, 7, 8, 9, 10, số mấy? Seven. 7, chính xác. Tiếp theo nha. Câu thứ hai, câu số 2 thì sao? Có số 2 thì 10. Ok, 10.
Câu số 3 thì sao? Nine. À, Phương đọc lại cho cô này. Nine. Không, mình đang nhầm âm L với âm N rồi. Số 9 mình đọc là N, N thấp cơ. Nine. Nine. Đúng rồi, nine. Không dùng, không đọc là line nha. Rồi. Hình thứ tư thì sao? Eight. Eight, chính xác. Rồi, hình này thì sao? Hình cuối cùng, hình số 5. Six. Six. Thank you. Rồi, còn bây giờ là bài tập nối. Mẹ ơi, Phương ơi, bài số 2 này mình nối đi. Đây, đây là bài nối. Six, chúng ta sẽ nối vào hình số mấy? 1, 2 hay là 3? Đây, 1, 2, 3. Thì đây là số, 6 là số mấy nhỉ, Phương ơi? 6 là số 6. Ừ, thế em nối vào hình bàn tay nào mà có số 6 nhỉ? 1, 2 hay là 3? 6. Ý cô ấy, là ở đây có 3 hình này. Thì cô sẽ đặt là hình 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, chính xác. 8 thì sao? 8 sẽ nối vào hình số mấy? 8 nối vào hình 10. 8 nối vào hình số mấy nhỉ? 3. 1, 2, 3, 3. Are you sure? Chắc không? 10, 10 hả? 8 nối vào hình số mấy nào? 1. Yeah, 1. Và hình cuối, chữ cuối cùng ghép vào hình số mấy? 10. Hình số mấy cơ mà? Ồ, hình số mấy? 1, 2 hay là 3? 3. Exactly. Bài này vừa nãy nó loát nên là nó hơi lỗi lỗi một tí. Thì Phương có thể nhắc lại cho cô được không? Hình đầu tiên là số mấy nào? Trả lời bằng tiếng Anh nhé. Xong rồi trước khi là 6, xong rồi 8, xong rồi trả lời nào, hình đầu tiên là số mấy hả em? 8. Hình đầu tiên này này, em có nhìn thấy rõ không? Seven. Seven, okay. Hình số 2. Ten. Ten. Sorry. Hình thứ 3. Nine. Hình thứ 4. Eight. Và hình cuối cùng. Six. Thank you. Dạ, yeah, ok, chúng ta đã làm xong. Chúng ta sẽ ôn lại bài buổi trước một chút nhé. Buổi trước chúng ta học những số gì nhỉ? Phương ơi, có nhớ không? Học 1, 2, 3, 6, 7. Có 1, 2, 3 không? Có. Đây, mấy cái số này có 1, 2, 3 không? Không. Không, đó là những số gì nhỉ? 6, 7, 8, 9, 10. Nào, đọc lại số 9 nào. 9. 9, nhớ nha. Em có thể đọc là có bao nhiêu bút chì không? How many pencils? 6. 6 gì? 6 pencils. Chính xác. Tiếp theo, how many cars? 7 cars. Có S không? 6, 7 cars. Đúng rồi, 7 cars. Tiếp theo, how many balloons? S,
Balloons. Eight balloons. Exactly. How many lions? Nine lions. Nine lions. Exactly. And the last one. How many birds? 10 birds. Chính xác, 10 birds. Rồi, ok. Phương có muốn cô bật cho nghe lại bài này không? Hả Phương? Phương có muốn cô bật cho nghe lại bài này không? Có. Ok, cô sẽ bật nha. Sao vì cô có một mình cô nói chửi. Bơ ba. Sorry, chờ cô một chút nhé. Listening 81. Listen and point. Cô hỏi em có nghe thấy tiếng không? Em có nghe thấy không? Ừ, cô bật nha, chú ý nghe nhá. Nghe xong rồi mình sẽ đọc lại đấy, thế nên là nghe cẩn thận nhá. Letter B. B. Bat. B. Tub. Letter D. D. Duck. D. Bird. Letter F. F. Fig. F. Leaf. Letter G. G. Goat. G. Dog. Letter K. K. Kite. K. Yak. Letter L. L. Lion. L. Ill. Letter M. M. Mom. Rồi, ok. Listen and repeat. Nghe lại một lần nữa. Lần này thì... Letter B. Ôi em. Bạc. Học tới 8 giờ là nghỉ á. Không, học tới 9 giờ chứ em. Nhưng mà em vào muộn ý, thì cô sẽ dạy bù cho 15 phút. Là 9 giờ 15 mình sẽ tan. Chứ 8 giờ nghỉ thì tức là học có 6 phút nữa là nghỉ rồi còn đâu. Có bao giờ học như thế đâu, đúng không? Ừ, nghe tiếp nhá. B. Tub. Letter D. D. Duck. D. Bird. Letter F. F. Fig. F. Leaf. Letter G. G. Goat. G. Dog. Letter K. K. Kite. K. Yak. Letter L. L. Lion. L. Ill. Letter M. M. Mom. Bây giờ Phương có thể đọc được chưa em? Em muốn nghe lại một lần nữa. Em nghe lớn lần này. Lần nữa nhá. Phương ạ, mình cố gắng mình vừa nghe người ta nói xong mình đọc theo sau ấy. Nhá Phương nhá. Vâng ạ. Ừ, rồi, cô sẽ bật lại. Listening 81. Listen and point. Letter B. B. Bat. B. Tub. Letter D. D. Duck. D. Bird. Letter F. F. Fig.
leaf. Letter G. G. Goat. G. Dog. Letter K. K. Kite. K. Yak. Letter L. L. Lion. L. Ill. Letter M. M. Mom. Listen and repeat. Letter B. B. Bat. B. Tub. Letter D. D. Duck. D. Bird. Letter F. F. Fig. F. Leaf. Letter G. G. Goat. G. Dog. Letter K. K. Kite. K. Yak. Letter L. L. Lion. L. Ill. Letter M. M. Mom. Ok. Bây giờ Phương có thể bắt đầu đọc được không nào em? Được ạ. Ừ, rồi. Bắt đầu hình đầu tiên nào. Mẹ. Một. Ba. Một. Sạc thở. Ừ. Phương ơi, mình phải nhớ đọc cả cái dòng to to ở trên này nữa. Đó là letter B. Letter B. Một. Sạc. À, ba. Letter B. Một. Sạc. 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 Mình đọc lại cho cô từ này nhá. Từ này đọc là sạc. Sạc. Không phải cháp em ạ. Cháp. Tắp ấy, tâm tắp em. Cháp. Cháp. Đúng rồi, cháp. Được rồi. Cứ tiếp theo nào em. Letter D. Được. 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 Một. Chính xác. Cứ tiếp theo nào. Letter. 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 Letter F. Letter F. Free. Leave. Leave. Chính xác. Được rồi. Tiếp tục nào. Letter go. Go. Cái chữ này mình không đọc là go nhá. Chữ này mình đọc là G. Letter G. Letter G. Đọc lại nào. Letter G. Go. Letter G. Go. Yeah, okay. Tiếp tục nào. Letter K. K. Kite. Cat. Con không nhớ. Yak. Yak. Chính xác. Mình đọc lại cả cái từ tất cả hai từ này đi nào. Đọc lại cho nhớ. Letter K. Kite. Letter K. Letter K.
No. Tiếp tục nào. Letter K, K, yak. Letter K, K, yak. 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 Rồi, ok. Tiếp tục nào. L, lion. Letter, letter. Letter, l, lion. L. L ơi, giống như trong từ L ơi. Letter L. Letter L, lion. Letter L, eel. Eel. Hình cuối cùng. Mum. Letter. Letter. Letter M. Letter M. Mum. Rồi, chính xác. Nguyên ơi, cho cô hỏi với. Sao hôm nay mình vào muộn thế? Nguyên ơi, bật mic trả lời cô nào. Sao hôm nay mình vào lớp muộn thế? Con không biết. Ôi em. Không biết. Sao lại không biết em? Sao mình lại vào muộn? Bình thường mình vẫn học 7 rưỡi mà. Sao hôm nay mình lại vào 8 giờ? Hả Nguyên? Nguyên ơi, sao mình lại vào muộn? Tại vì con vô không thấy ai nên con thoát ra. Trời đất, có cô mà. Kể cả một bạn cô vẫn dậy chứ. Sao mà thấy lớp có mỗi mình cô thì vẫn phải ở lại đi nhá. Như bạn Phương này, bạn có ao ra đâu. Ừ, rồi. Làm sao không được ao như thế nữa nhá. Có mỗi một bạn thì cô vẫn dậy mà. Được, ok. Nguyên ơi, Nguyên đọc lại cho cô các từ này đi nào. Nguyên có cần nghe không nhỉ? Em có cần nghe rồi đọc không? Thế cô bật nhá. Em chú ý nghe này. Tại vì vừa nãy cô bật hai lần cho bạn Phương rồi. Thế nên lần này cô sẽ chỉ bật một lần nữa thôi. Nên là em phải chú ý nghe đấy. Cô sẽ không bật lại đâu. Như thế rất là mất thời gian. Nhá. Nếu như mà em không thuộc được thì cô sẽ chỉ cho. Nhưng mà mình cố gắng nghe một lần nhá. Listening 81. Listen and point. Nguyên, em có nghe thấy tiếng không? Có. Ừ, rồi cô bật tiếp này. Letter B. B. Bat. Có. B. Tub. Letter D. D. Duck. D. Bird. Letter F. F. Fig. F. Leaf. Letter G. G. Goat. G. Dog. Letter K. K. Kite. K. Yak. Letter L. L. Lion. L. Ill. Letter M. M. Mom. Listen and repeat. Letter B. B. Bat. B. Tub. Letter D. D. Duck. D. Bird. Letter F. F. Fig. F. Leaf. Letter G. G. Goat.
G. Dog. Letter K. K. Kite. K. Yak. Letter L. L. Lion. L. Ill. Letter M. M. Mom. Ok, chị ơi, em bắt đầu đọc nào. There's no P. P. Pat. B. Nên mình không đọc là letter P, bởi vì nếu thế mình sẽ nhầm với chữ P mất. Mình chỉ đọc nhẹ thôi. Letter B. Letter P. B. Viên B ấy em. B. B. Đúng rồi, B. Nhẹ nhàng thế thôi. B. Đọc nào em. Đọc tiếp nào. B. 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 Dạ tôi có không biết. B. Top. 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 Đúng rồi. Top. Đọc lại tất cả nào. Đọc lại tất cả này nào. Letter P. P. Nhẹ nhàng thôi. Không không không. P p p đâu. Em bật môi ra như thế thì nghe nó rất là nặng. Nghe như có chữ p ấy. Đọc thế thì mình dễ bị nhầm ấy. Cô bảo rồi đọc nhẹ nhàng thôi. Letter B. Viên B ấy. Letter B. B. Ba. B. Thật. 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 Ừ. Rồi, hình tiếp theo nào em. Letter D. D. Duck. Letter. Bird. The bird. Chính xác. Hình tiếp theo nào. Letter F. 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 Tôi không biết. F. Leave. F. Leave. Leave. Rồi, ok. Tiếp tục nào. Letter Z. G. Go. G. Dog. Letter. Letter H. K. Kai. Letter K. Yeah. Chính xác. Nhìn tiếp theo nào. Letter L. L. Lion. L. Eel. Letter M. M. Mom. Okay, very good. Bây giờ cô muốn cả lớp đọc lại một lần nữa. Cô sẽ mời bạn Phương nha. Phương sẽ đọc lại từ đầu đến cuối. Letter B. Letter B. 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 Letter B. Chap. Letter D. D. Duck. D. Duck. Letter B. Letter F. Letter F. Let the dog.
Có hai cái này cần phải sửa. Thứ nhất, cái này không phải là letter B mà nó là letter B. Ok. Thứ hai là mình sẽ cố gắng đọc cái này là top. 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 Đúng rồi, top. Nó là chữ tờ nhưng mà nó hơi bật lưỡi. Top, top. 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 Đúng rồi, chính xác. Cô cảm ơn Phương. Tiếp theo cùng với bạn Nguyên nhé. Nguyên sẽ đọc một lượt hết các từ này nhé. B P Path B Thăm Letter D D Duck D Bird Letter F F Fin F Li Letter Z G Go Letter D G Da Letter K K Kai K Giang Letter L L Lion L Yêu Letter M M Mọc. Nguyên sửa cô lại mấy cái này. Đầu tiên như cô vừa mới nói ấy, thì mình vẫn hơi hơi nhầm ở đây. Mình vẫn nhầm B với P. Mình chỉ cần đọc là letter B. B, B. B, B, B. Nhẹ nhàng thế thôi. Tiếp theo, mình cũng phát âm từ này hơi sai một tí. Mình sẽ đọc là chắc. 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 Tiếp theo là từ này. Mình không đọc là phinh. Mình đọc là phi. 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 Tiếp theo. Từ này mình không đọc là yang hay là gì cả. Mình đọc là yak. 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 Rồi, ok. Chúng ta sẽ nghe bài số 82 nhé. 82. Listening 81. Listen. Listening 82. Listen and chant. A is for apple. Say. Say fa 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 D, D, E,
Cô sẽ bật lại một lần nữa nhé. Listening 83. Listening 83. Oh no. Chờ cô một chút, cái này nó hơi trục trặc mất rồi các em ạ. Listening 83. Listening 82. Listen and chant. Listening 81. Listening 82. Listen and chant. Listening 83. Listen to the sounds. Connect the letters. D. E. M. I. A. Ok. Cả lớp ơi. Cô bảo này. Tức là ấy, cái bài này chúng ta có nhìn thấy màn hình cô đang share đây không? Tức là con mèo này đang có một cái túi đồ ăn trưa. Và người ta hỏi là what does the cat have? Tức là con mèo có gì? Con mèo này có cái gì? Tức là trong cái túi đồ ăn trưa này nó có cái gì? Và bây giờ mình sẽ nghe người ta đọc các âm. Ví dụ người ta vừa đọc là d đúng không? Thì mình sẽ biết đó là d. Sau đó mình sẽ nối tất cả những cái âm mà mình nghe được để xem là trong cái túi đựng đồ ăn trưa của con mèo có cái mũ hay là có hat hay là có jelly nhá cả lớp nhá. Chúng ta sẽ nghe. Chúng ta sẽ nghe và nối vào trong sách nhé. Cô sẽ bật lại này. Listening 84. Listening 84. Listen. Cô ơi,
Ơi em. Nghe lại đi cô. Listening 80. Đây, đây, đây. Cô bật lại này. Cả lớp nghe và nối vào sách nhé. B3. Listen to the sounds. Connect the letters. D. E. K. H. M. I. A. Cả lớp có cần nghe lại một lần nữa không? Các bạn đã nối được hết trong sách chưa? Dạ chưa. Con chưa. Các bạn con nghe và nối nha. Đồng ý. Listening 82. Listen. Listening 83. Listen to the sounds. Connect the letters. D. E. K. E. M. I. H. A. Cả lớp mình đã nối được chưa? Vẫn chưa. Vẫn chưa. Trời ơi. Chúng ta sẽ nghe lại nhá. Nghe lại để chúng ta nối vào sách để xem con mèo này có cái gì nhá. Listening 84. Listening 84. Listening 81. Listen. Listening 82. Listening 83. Listen to the sounds. Connect the letters. Cả lớp chú ý nghe nhá, nghe để chúng ta còn nối. D. E. K. M. M. I. I. A. 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 Còn một câu nữa. A. V. A. V. A. A. V. A. A. V. A. V. Listening 83. Listen to the sounds. Connect the letters. D. E. E. K. K. H. H. M. M. I. I. A. E. 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 Cái gì? Hết chưa nào? Để chưa, con còn một câu. Ờ, Phương ơi, em đã nối được chưa? Phương ơi, em nối được chưa nào? Em chưa bắt đầu đến nào. Em nối đến đâu rồi? Em chưa bắt đầu đến nào. Không phải, như vừa nãy đấy. Người ta đọc là D, xong người ta đọc là E. Đấy, thì mình sẽ nối chữ D này với chữ E này. Sau đó người ta nói thêm chữ gì tiếp thì mình sẽ nối vào. Xong rồi cứ nối cho đến khi mà nó ra được cái đồ vật thôi. Em hiểu không? Ừ, thế thì chúng ta nghe nốt lần này nhá. Chúng ta cố gắng nối hết nhá. Listening 84. Listening 84. Listen to the story.
Listening 83. Listen to the sounds. Connect the letters. D. E. K. D. D. M. I. A. Mẹ ơi, nó bị rơi rồi mẹ. Nhưng mà làm như thế nào được mà. Không như vậy sao con biết được? Nghe đi thế mẹ đi. Lỡ thôi, mình nghe được hết chưa nào? Mình đã nói được hết chưa nào? Rồi ạ. Rồi, bạn Nguyên thì sao, em nói được hết chưa? Nguyên ơi, em nói được hết chưa? Dạ chưa con. Còn một câu nữa đó cô. Còn một câu. Nguyên ơi tập trung nhá. Mình sẽ cố gắng nối nốt này. Nốt bài tập này sau đó chữa thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút nhá. Listening 82. Listening 82. Listen and listening 83. Listen to the sounds. Connect the letters. D. E. K. M. M. I. M. I. A. E. E. Làm gì có E? Nhớ là cái cách đọc của tiếng Anh với tiếng Việt khác nhau nhá. Thế nên là ví dụ như đánh vần đấy, chữ I mình lại đánh vần chữ A, chữ E mình lại đánh vần chữ I. Thế nên là không phải, nên là đừng có áp tiếng Việt sang nhá, nó không đúng đâu. À biết rồi. Cô chữa bài đây. Phương ơi, cho cô hỏi, chữ sau chữ D sẽ sau chữ D là gì nhỉ? D. Sau tức là bên sau khi mà tới chữ D này rồi chúng ta sẽ nối tới chữ nào nhỉ em? I hay là F? E. E rồi, ok. Rồi ok. Tiếp theo, sau khi nối được tới chữ E rồi chúng ta sẽ nối với K hay là L? Cô mời bạn Nguyên nào. Cờ. Ok. Sau đó, sau chữ cờ chúng ta sẽ nối tới đâu? G hay là cô mời bạn Phương. Đúng rồi, ok. Tiếp theo bạn Nguyên nào, chúng ta sẽ nối vào chữ nào? Chữ M. M, rồi. Sau chữ M chúng ta sẽ nối vào chữ nào hả bạn Phương? Khai. Đấy. Chúng ta sẽ nghe lần lượt để chữa nha. Ừ. Con sẽ hiểu xong. Listening 84. Listening 83. Listen to the sounds. Connect the letters. D. Yeah. E. E. K. M. I. Đó. Thấy chưa? A. Đó là E. E. Thế nên bạn Phương ơi, nó không phải là cả chữ K nha. Mình sẽ nối vào E. Và cuối cùng chúng ta sẽ nối vào chữ nào nhỉ? Cuối cùng chúng ta sẽ nối vào chữ nào nhỉ? Nguyên ơi. Chữ A. A, chính xác. Vậy là con trong túi đồ ăn trưa này con mèo có gì nhỉ? Hat hay là jelly? Jelly. Jelly, chính xác.
Rồi cả lớp ơi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút, cô sẽ bật nhạc nhá. À cả lớp ạ. Cô định là sẽ dạy bù cho lớp mình, nhưng mà hôm nay 9 giờ cô có Zoom, tức là cô phải vào học ấy em. Thế nên chúng ta vẫn sẽ tan lúc 9 giờ nhá cả lớp nhá. Các bạn buổi sau cố gắng vào sớm nhá. Chúng ta đừng về vào muộn như hôm nay nữa. Chúng ta vào đúng 7 rưỡi, muộn nhất là 7 rưỡi chúng ta vào, muộn nhất chỉ 5 phút thôi. Đừng có muộn quá. Cô cứ ngồi đợi suốt, cô cứ tưởng lớp mình nghỉ hết. Rồi chúng ta nghỉ giải lao đi. I don't know myself. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush early in the morning. This is the way we jump out of bed, jump out of bed, jump out of bed. This is the way we jump out of bed early in the morning. This is the way we wash ourselves, wash ourselves, wash ourselves. This is the way we wash ourselves early in the morning. This is the way we brush our teeth, brush our teeth, brush our teeth. This is the way we brush our teeth early in the morning. This is the way we comb our hair, comb our hair, comb our hair. This is the way we comb our hair early in the morning. This is the way we put on our clothes, put on our clothes, put on our clothes. This is the way we put on our clothes early in the morning. This is the way we eat our food, eat our food, eat our food. This is the way we eat our food early in the morning. This is the way we clean our bowls, clean our bowls, clean our bowls. This is the way we clean our bowls early in the morning. This is the way we go to school, go to school, go to school. This is the way we go to school early in the morning. This is the way we wave goodbye, wave goodbye, wave goodbye. This is the way we wave goodbye. Goodbye. Cambiafo. Namaste. Joygi. Early in the morning. Okay, class, who would like to do problem three on the board? Please don't be me, please don't be me. I know, Miss Einstein. Let's give... You have a great website. Let's make sure people see it. GoDaddy website hosting is fast, secure. E-Flash apps. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to... Cả lớp ơi, chúng ta quay lại thôi. Cả lớp ơi. Các bạn ơi, chúng ta vào học tiếp thôi nào. Phương ơi, Nguyên ơi, chúng ta vào học thôi. Các bạn bật cam lên hết nào.
Rồi, hai bạn đã quay lại rồi. Ô, trên màn hình sách giáo khoa à? Đây. Đây, chúng ta sẽ tập nói câu này nha. Cô sẽ đọc này. The cat has lunch with a duck in a tub. The cat has lunch with a duck in a tub. Okay. Cô mời bạn Phương nhé. Phương đọc cùng cô nào. The cat Phương đọc cùng cô nào. The cat Bật mic lên đọc cùng cô nào. The cat The cat Ô Phương ơi, cô không nghe thấy em nói gì cả. Bật mic lên nói với cô nào. The cat. The cat has lunch. Lunch. Has lunch. Has lunch. Has lunch. Has lunch. Mình phải nhớ là đằng sau has có s đây này. Has lunch. Has lunch. Has lunch. Has lunch. Lại này. Has lunch. Has lunch. With a duck. With a duck. In a tub. In a tub. Rồi, ok. Lại một lần nữa nào. The cat. The cat. Has lunch. Lunch. Mình phải đọc là has. 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 Lunch. Lunch. With a duck. With a duck. In a tub. In a tub. Rồi, ok, cô cảm ơn. Tiếp theo bài đọc nguyên nào. The cat. The cat. The cat. The cat. Has lunch. Has lunch. Has lunch. Has lunch. With a duck. With a duck. In a tub. In a tub. Lại một lần nữa nào. The cat. The cat. Has lunch. Has lunch with a duck. With a duck in a tub. In a tub. Tub. Ok. Chúng ta sẽ chuyển sang là chúng ta sẽ đánh vần các từ ở trên này nhá. Đầu tiên bạn Phương đánh vần cho cô từ bat được không? Con giơ tay luôn. À, thế ạ? À? Ờ, thế cô mời bạn Nguyên nhé. Nguyên đánh vần cho cô từ bat được không? Ừ. Cô từ bat được không? Ừ. Bat. Dạ, đúng. B. A. T. No, not correct. Chữ A đánh vần là gì nhỉ? A. A. B. B. A. T. Ý, chính xác. Ờ, tiếp theo, cô mời bạn Phương đánh vần nào. Mẹ ơi. Đánh vần, em đánh vần nào, đánh vần từng chữ ấy. Chi. Yêu. Bi. Chính xác. Tiếp theo, Jack, cô mời bạn Nguyên đánh vần nào. Nguyên ơi, đánh vần từ duck nào. Đi. Ui. Ui. You. You. You.
K. K. C. K. K. Nguyên đánh Vân lại một lần nữa được không nào? Cho nó nhanh. Cho nó không bị ấp úng nào. Đánh Vân lại một lần nữa không ấp úng nào. D. U. C. K. Chính xác. Tiếp theo, bird. Cô mời Phương đánh Vân nào. B. E. Okay. Oh. Em biết đẹp. Đi. Chữ y mình đánh vần là gì nhỉ? Đi. Chữ y, ý cô là chữ y. Chữ y mình sẽ đánh vần là gì? Y. No. Đúng rồi. Ai? Phương đánh vần lại tất cả một lần nữa nào. Đi. Ok, good. Tiếp theo, fig. Cô mời Nguyên đánh vần nào. F, 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 I, G, F, I, G. F, I, G, chính xác. Tiếp theo, leaf. Cô mời Phương đánh vần nào. L. Y. Quá cao quá. Đợi chính xác. Tiếp theo. Goat. Cô mời Nguyên đánh vần nào. Nguyên cao. Dạ. Nguyên đánh vần từ goat. V. 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 O. A. T. Đợi chính xác. Tiếp theo. Dog. Cô mời Phương đánh vần nào. D. O. C. Rồi, chính xác. Tiếp theo. Kite. Cô mời bạn Nguyên đánh vần nào. K-I-T-E. Rồi, chính xác. Tiếp theo. Yak. Cô mời Phương đánh vần nào. Y. A. K. K. Ok, good. Tiếp theo, lion. Cô mời Nguyên đánh vần nào. L. L. I. O. N. Ok, cô cảm ơn. Tiếp theo, ew. Cô mời bạn Phương đánh vần nào. Ai ai đúng rồi em. I là chữ L. Rồi chính xác. Từ cuối cùng cô mời Nguyên đánh vần nào. Nguyên đánh vần cho cô từ mom. M A M. No, đánh vần tiếng Anh cơ em. M-O-M, M-O-M. Chính xác. Rồi, bây giờ đổi lại. Bạn Phương sẽ đánh vần từ bat. Phương đánh vần từ bat. Nào em. B. No, no. Phương cơ. Cô hỏi Phương cơ. Phương ơi, em đánh vần cho cô từ bat. Con đưa ra cho vợ ấy cho mẹ. Không ai bật mic lên trả lời nào. Phương ơi, em sẽ đánh vần cho cô từ bat. Để mà nghe nào. Ơi, Phương đọc to lên nào, cô không nghe được tiếng của Phương. Không, có lại này. Nhưng mà trên đi. Được rồi, Phương đọc lại cho cô nào. Phương đánh vần lại cho cô từ bạn nào. Thật to và rõ ràng nhé Phương nhé.
Phương ơi, cô không nghe tiếng của Phương nữa. Phương tắt mic rồi hay sao ấy? Con định văn cho cô từ bát đi. B A T. Được rồi, tiếp theo. Tap, cô mời Nguyên Ánh Vân nào. Nguyên ơi, bật mic lên Ánh Vân giúp cô từ tap. Why? Nào, Ánh Vân, tap. Why? Từ mình sẽ đánh vần là gì? You. No, not why. Why là chữ y dài em ạ. Đây là chữ t. Chữ t mình sẽ đánh vần thế nào? T. U G U B. Đấy, tiếp tục nào. Cô mời bạn Phương đánh vần cho cô Duck. D U C. Ok, cô cảm ơn. Tiếp theo, Bird. Cô mời Nguyên đánh vần nào. B D B I B B, B I R D. Ok, chính xác. Tiếp theo, Phi, cô mời Phương đánh vần nào. Từ đây hết cả bút ra. G D. Phương đánh vần từ Phi. Phi kia. Cái từ này này, E. Không, không được. Phương ơi. Rồi. Em đánh vần to lên một chút được không? 21 giờ. Rồi, ok, cô cảm ơn. Tiếp theo, bạn Nguyên đánh vần cho cô từ leave. Đi. Em đánh vần cho cô từ đi. Không có tóc gì từ tóc đi. Gì từ tóc chứ. Ôi em, cô không nghe thấy tiếng của em. Ừ, loa hơi bé em ạ. Nguyên ơi, đánh vần cho cô từ leaf nào em. Leaf là chữ gì? Đây này em, cô đang chỉ ở trên màn hình đây. Leaf là cái lá đó. Nó bắt đầu bằng chữ L. Chữ L thì mình sẽ đánh vần thế nào? Đánh vần to lên em. Cô không nghe thấy. L, E, A, F. Rồi, chính xác. Tiếp theo, Goat. Cô mời Phương đánh vần nào. Phương ơi, loa của em hơi bé. Em nói to lên nhé. Gì? O-E-T. Goat, Phương ơi, đánh vần nào em. G-O-A-T. Cô cảm ơn. Tiếp theo, Nguyên ơi, Nguyên bật mic và đọc đánh vần cho cô từ này. Dog. D-O-G. Cô cảm ơn. Tiếp theo, Kite. Cô mời Phương đánh vần nào. Phương đánh vần to lên nha. Cô, tại vì tiếng bé lắm. Phương cố gắng lên nhá. Kite. G. E.
Con này vần lại được không? Cô không nghe rõ lắm. Hey. No, ok, K-I-T-E. Cô cảm ơn. Tiếp theo cô mời bạn cô mời Nguyên đánh vần cho cô từ Yak. Nguyên ơi đánh vần cho cô nào. Yak. Đánh vần từng chữ nhé. T-A-H. Chữ Y dài mình sẽ đánh vần là Y. 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 Mình đánh vần lại một lần nữa nào. Y. Y. Rồi, ok. Tiếp theo, Phương đánh vần cho cô từ Lion nào. Xem con có tin tức thật sự gì. Để tin tức thật hóa sinh thật. Thật gì? L, I. O, N. Cô cảm ơn. L, I, O, N. Tiếp theo cô mời bạn Nguyên đánh vần từ yêu. Nguyên bật mic lên nói nhá. Yêu. Đánh vần em ạ. Đánh vần từng chữ. Yêu. Yêu. Đánh vần. Ở đây có ba chữ này em. Ai dây dây. Ai dây yêu, yêu. À, yêu. Yêu. No. Chữ L không đánh vần là yêu. Mà nó là L ơi. L. I L L. Rồi ok. Cuối cùng I-L-L. Nào từ mom. Cô mời Phương đánh vần mom nào. Đánh vần nốt từ này rồi chúng ta nghỉ thôi. Đánh vần to rõ ràng lên nghe em ơi. M O M. Rồi ok. Cô cảm ơn Phương nhá. Rồi, cả lớp ơi, chúng ta kết thúc buổi học ở đây nhá. Tại vì là bây giờ cô phải vào Zoom rồi, thế nên là cô không học cô không dạy thêm nữa. Nhưng mà này, bài tập về nhà buổi trước của cô giao ấy, đó là chúng ta về nhà quay video đọc bảng chữ cái. Tại vì cô thấy lớp mình chưa thuộc đâu. Lớp mình vẫn còn ngắc ngứ. Chúng ta cần phải học thuộc lên cái này đấy. Thì cô còn có gửi ở link bài hát cơ. Nhưng mà buổi trước cô không thấy bạn nào làm cả. Thì đây nhá. Hôm nay là cô nhắc trước cả lớp. Thì cả lớp phải nhớ về nhà quay video đọc bảng chữ cái. Sau đó là up lên nhóm được chưa. Cô sẽ gửi lại bài tập. Sau đó là cô gửi lại cả link bài hát nữa. Nếu mà chúng ta không biết cách đánh vần từ đấy thì chúng ta sẽ nghe cái bài hát đấy để nghe xem người ta đánh vần như thế nào. Nhớ nộp bài tập nhé cả lớp nhá. Không làm bài tập là không được đâu. Rồi, ok. Cô chào cả lớp. Goodbye, everyone. Goodbye, teacher. Goodbye. What do you mean? Ok, goodbye. See you.